Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 3 năm Giáo Hoàng. Sáng kiến cửa thương xót di động ở xứ Wales. Đức Giáo Hoàng gửi thông điệp video công bố giải thưởng giáo viên toàn cầu ở Dubai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 3 năm Giáo Hoàng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gửi lời chúc mừng chính thức đến Đức Thánh Cha Francisco vào dịp kỷ niệm năm thứ ba ngày Ngài được chọn làm vị kế nhiệm Thánh Tông đồ Phaero. Trong thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát hành cho biết, Ngoại trưởng Kerry đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì vai trò đổi mới quan hệ ngoại giao của nước ông đối với Cuba và ca ngợi những nỗ lực làm việc cho cuộc đối thoại giữa chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy FARC. Ông Kerry cũng ca ngợi tinh thần đạo đức của Đức Thánh Cha về loạt các vấn đề bao gồm trách nhiệm chăm sóc thụ tạo, chăm sóc người tị nạn và việc cần thiết để bảo vệ tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Kerry nói, trong ngày đặc biệt này, tôi cùng mọi người nam nữ trên địa cầu chúc mừng Đức Thánh Cha và mong ước Ngài sẽ tiếp tục thành công trong con đường dẫn dắt giáo hội công giáo và cuốn hút thêm nhiều những thiên thần thánh thiện hơn trong tất cả chúng ta. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Francisco đã kỷ niệm năm thứ ba làm giáo hoàng bằng việc tăng cường thông điệp của Ngài về lòng thương xót và đã tặng 40.000 sách tin mừng cho Thánh Luca. Những nữ tu làm việc tại phòng khám nhi từ thiện ở Vatican và những ông bà lớn tuổi của Roma đã giúp phân phát sách tin mừng bỏ túi này cho khách hành hương, trong khi Đức Thánh Cha ban phúc lành vào cuối giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 3. Cũng là ngày Đức Thánh Cha được bầu chọn làm giáo hoàng cách đây 3 năm tại quảng trường Thánh Phaero. Đức Francisco đã bắt đầu triều đại giáo hoàng năm 2013 và đã có những thông điệp xoáy vào lòng thương xót. Một trong những điểm đặc biệt được nhấn mạnh là việc mở năm thánh lòng thương xót của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói với đám đông câu chuyện kinh thánh về người đàn bà ngoại tình và Đức Giê-xu đã từ chối kết tội. Đức Francisco nói, người đàn bà ấy chính là đại diện của tất cả chúng ta, những người phụ tình Chúa, phản bội lại niềm tin của người. Và kinh nghiệm đại diện của người đàn bà ấy cũng là ý muốn của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Không lên án kết tội chúng ta, nhưng cứu rỗi chúng ta thông qua Chúa Giê-xu. Sáng kiến cửa thương xót di động ở xứ Wales. Giáo phận Wrexham ở Anh đã đưa ra sáng kiến về cửa lòng thương xót di động để có thể đưa đến nhiều nơi khác nhau trong địa phận của mình. Cánh cửa lòng thương xót trở nên một dấu hiệu quen thuộc trong suốt năm thánh, hiện diện ở mọi nhà thờ chánh tòa, trong nhiều nhà thờ khác ở Anh và trên thế giới. Bằng cách đi qua cửa thánh, người công giáo đạt được ơn toàn xá trong năm thánh ngoại thường này. Đức giám mục của Wrexham Peter Brignall cho biết ý tưởng cửa thánh di động để ơn tần xá có thể đến được với những người không thể di chuyển được. Vị giám mục nói, cửa thương xót di động cung cấp cơ hội cho những người không thể đi hành hương đến nhà thờ chánh tòa giáo phận chúng tôi và đi qua cửa thánh. Ngài cũng nói rằng đây là cơ hội để giúp cho những người kém khả năng và những người bị bệnh đi qua cửa thánh và nhận ơn thương xót của Chúa. Theo hãng thông tấn Công giáo Anh Catholic Herald, cửa thánh này được di chuyển đến các giáo xứ khác nhau trên khắp giáo phận vào mỗi thứ bảy mùa chay. Trong năm thánh thường xót, người công giáo có thể lãnh nhận ơn toàn xá khi đi qua cửa thánh, với các điều kiện thông thường là rước mình Thánh Chúa, xưng tội và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Tuyên bố của giáo phận Wrexham cho biết, giáo phận có số dân lão hóa và nhiều người không thể thực hiện cuộc hành trình đến nhà thờ. Vì vậy, cần có một sáng kiến mở rộng lòng thương xót của Thiên Chúa để đưa cửa thánh đến trực tiếp với những người dân. Giáo phận cho biết thêm, tuần trước cửa thương xót di động đã được đưa đến giáo xứ Buckley, Flintshire. Trong sự kiện 24 giờ cho Chúa, hàng trăm người ở khắp vùng phía bắc xứ Wales đã tham dự. Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu năm thánh thương xót bằng việc mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero hôm 8 tháng 12 năm ngoái.
Năm thánh này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Đức Thánh Cha nói, sự đoán phạt của Thiên Chúa sẽ luôn được thể hiện trong ánh sáng của lòng thương xót của Ngài. Khi bước qua cửa thánh, chúng ta có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm tình yêu của Chúa sau đó. Đức Giáo Hoàng gửi thông điệp video công bố giải thưởng giáo viên toàn cầu ở Dubai. Chiều Chủ nhật vừa qua, trong một video thông điệp, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố người đạt giải giáo viên toàn cầu. Đây là giải thưởng vinh danh các giáo viên xuất sắc và đóng góp tích cực cho cộng đồng trên toàn thế giới. Giải thưởng trị giá 1 triệu đô do quỹ Vaki trao tặng. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã được thu trước đó ở Vatican và được mở trong buổi diễn ra lễ trao giải thưởng ở Dubai. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng nói, tôi chúc mừng nhà giáo Hannah Arendt là người đã chiến thắng giải thưởng uy tín này do tầm quan trọng của bà trong vai trò giáo dục trẻ em. Lớn lên ở trại tị nạn, người chiến thắng giải thưởng đã trở thành giáo viên tại trường tiểu học ở bờ Tây, thành phố Al-Biroe, Ramallah. Hiện tại, bà cũng dạy cho những người tị nạn. Đức Francisco nói, một đứa trẻ có quyền được chơi. Một phần của công tác đào tạo là dạy cho trẻ biết cách chơi. Bởi vì bạn sẽ thấy được xã hội ra sao, mặc dù đó chỉ là các trò chơi, và bạn học biết niềm vui của cuộc đời. Hanan sau đó có chia sẻ với thông tấn AP rằng việc Đức Giáo Hoàng nhắc đến tên bà trong video thật tuyệt vời. Và bà sẽ sử dụng 1 triệu tiền thưởng để lập ra quỹ học bổng cho những sinh viên giỏi để khuyến khích họ chọn nghề giảng dạy. Trong bài diễn văn tại buổi lễ, cô Hanan đã nhắc lại ước muốn giải trừ bạo lực và tiến tới đối thoại, một chủ đề mà Đức Francisco cũng đã đề cập đến trong video của mình. Ngài cho biết, một dân tộc không có được nền tảng giáo dục tốt vì chiến tranh hay vì các lý do khác thì đó là một dân tộc đang suy tàn. Đây là lý do vì sao tôi muốn nêu bật sự nghiệp cao đẹp của một giáo viên, Đức Giáo Hoàng nói. Vaki Foundation là một chi nhánh từ thiện của tập đoàn giáo dục GMS, lập nên giải thưởng như một cách để chứng minh tầm quan trọng của việc giảng dạy. Hiện nay, giáo viên toàn cầu được xem là giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực giáo dục và tương đương như giải Nobel.